Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đang gặp một số khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, chủ yếu là thiếu nguyên nhiên liệu sản xuất và thị trường tiêu thụ giảm, hàng hóa bị ứ đọng. Tự bản thân mỗi doanh nghiệp đang nỗ lực đặt quyết tâm cao nhất để ổn định sản xuất, nhưng đó là chưa đủ, rất cần các gói hỗ trợ của nhà nước cùng nền hành chính nhanh và mạnh hơn nữa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp này đề xuất nên rút gọn các thủ tục giấy tờ để được hưởng các ưu đãi về thuế vốn vay vì dịch COVID-19. Bởi doanh nghiệp đã hoạt động từ nhiều năm nay, ngành nghề sản xuất cho đến mọi khoản đóng góp đều được cơ quan quản lý thuế nắm bắt kịp thời qua từng quý năm. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cũng đang khó khăn nên đề nghị các đơn vị là theo cái chính sách chung thì cũng không nên phải bắt doanh nghiệp phải làm những nhiều cái thủ tục khác, làm gì phải trình cái thủ tục để xin được miễn giảm hay không. Tổng hợp sơ bộ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tùy theo ngành nghề và thị trường tiêu thụ mà mức độ ảnh hưởng bởi dịch COVID khác nhau. Đến hết tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh có gần 150 doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, dừng sản xuất với hơn 16.000 lao động phải nghỉ việc. Cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hội đã có nhiều giải pháp tuyên truyền gắn kết các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi cũng luôn luôn thông báo cho tất cả các doanh nghiệp là phải sẵn sàng đối phó với những cái vấn đề khi mà lượng hàng giảm thì chúng ta làm thế nào tranh thủ được, kéo được hàng, bởi vì cái lượng hàng nó giảm tập toàn cầu, nhưng nếu chúng ta có năng suất tốt, nếu chúng ta có thời gian giao tốt ý, thì lập tức chúng ta có thể kéo hàng từ các thị trường khác. Thách thức đặt ra rất lớn, những thông tin về tiếp cận thị trường cùng một số chính sách hỗ trợ ưu đãi là chưa đủ giúp doanh nghiệp vượt khó trong lúc này. Theo ý kiến của hầu hết các doanh nghiệp, thời điểm này nên là dịp để cơ quan quản lý nhà nước các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử theo hướng chặt chẽ nhưng gọn đầu mối và hiệu quả. Vì thực tế, doanh nghiệp vẫn mất nhiều thời gian để giải quyết thủ tục hành chính tiếp cận đất đai. Rất là mong muốn nhà nước tạo điều kiện cho cái thủ tục hành chính làm sao cho nó doanh nghiệp được gọn gàng, nhất là thời buổi bây giờ là kết hợp với công nghệ thông tin thì làm sao mà mình có thể ngồi ngay tại văn phòng có thể giải quyết được các thủ tục hành chính. Trong cái gói của chính phủ mà hỗ trợ cho đối với cộng đồng doanh nghiệp thì đề nghị đối với các cấp là chúng ta sẽ tạo mọi cái điều kiện để làm cái thủ tục nhanh chóng. Tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra vừa qua, người đứng đầu chính quyền tỉnh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ hơn nữa, làm việc bằng 2, bằng 3, luôn xác định là người phục vụ, người đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng lãnh đạo tỉnh quyết liệt nhưng đội ngũ cán bộ cấp dưới thờ ơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp.